chào quý khán giả và bà con đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Kính thưa bà con và quý khán giả, hôm 15 tháng 12 năm 2018 đúng là một ngày đáng nhớ cho dân tộc Việt Nam khi đội tuyển Việt Nam đã giành cúp vàng tại giải AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi. Đó là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam và cũng là niềm tin của người dân Việt Nam trong tương lai của mình. Tôi rất là hiểu vì sao chị Ngọc Như lại nói như vậy, bởi vì chiến thắng này đã thật sự cổ vũ và khẳng định đẳng cấp của Việt Nam. Ngay cả những mặt hàng nông sản xuất khẩu hiện nay của Việt Nam cũng đã có mặt ở nhiều quốc gia. Tiếp tục không khí này, những người thực hiện chương trình kính gửi đến bà con và quý khán giả thông tin nông nghiệp nổi bật có chọn lọc như sau. Sau thời gian có thông tin thương lái ngừng mua, sầu riêng miền Tây khó tiêu thụ, mới đây một thương lái cho biết giá sầu riêng mua tại vườn tăng gấp đôi. Khan hiếm heo giống, người chăn nuôi nhỏ lẻ ở Hậu Giang khó tái đàn. Chuyện người nông dân chân đất thời A Còng miền Tây sáng tạo trong sản xuất lúa. Tuyến du lịch canh nông đường Hồ Xuân Hương thành phố Đà Lạt vừa được khai trương, tỉnh Lâm Đồng ngày càng thu hút khách du lịch. Sản xuất sạch, truy xuất nguồn gốc, liên kết đầu ra, một chuỗi khép kín trong nông nghiệp trong thời hội nhập, tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh truy xuất các đặc sản nông nghiệp là thế mạnh của mình. Kính thưa bà con và quý khán giả, một sự trùng hợp thôi nhưng mà lại làm tăng thêm niềm vui và niềm tin cho nông dân. Đó là cũng vào ngày 15 tháng 12 năm 2018, cận kề với thời khắc sắp bước sang năm mới dương lịch, giá sầu riêng tại các tỉnh miền Tây đã tăng gấp đôi sau nhiều ngày có thông tin là hàng nguồn ứ không xuất đi Trung Quốc được. Theo các doanh nghiệp thu mua sầu riêng phân phối cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh, mức giá thu mua hiện tại tại vườn là từ 65 đến 70 ngàn đồng một ký. Đây là giá mua sô tại vườn, nếu mà so với thời điểm thấp nhất hồi cuối tháng trước thì giá loại trái đặc sản này đã tăng gấp 2 lần. Theo đó, giá bán lẻ sầu riêng loại 1 từ 1,5 kg đến 3 kg một trái tại thành phố Hồ Chí Minh đang dao động từ 120.000 đến 200.000 đồng một ký, nhưng không còn rộ các điểm bán sầu riêng lưu động như vài tuần trước, bởi vì lượng trái chính cũng không còn nhiều. Hiện nay Trung Quốc chưa cho phép nhập khẩu chính ngạch sầu riêng từ Việt Nam do hai bên chưa đàm phán xong. Nhưng thương lái vẫn nhập khẩu theo dạng biên mậu nên thị trường thiếu ổn định. Tuy nhiên, đại diện một công ty thu mua chế biến xuất khẩu trái cây ở Cần Thơ cho biết, thị trường sầu riêng giá cả thất thường nên rất khó xây dựng chuỗi liên kết, xây dựng thương hiệu để phân phối tại thành phố Hồ Chí Minh hay là xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc. Vấn đề xây dựng chuỗi liên kết và nâng cao giá trị sầu riêng cũng đang được các địa phương tính đến, bởi vì nông dân nhiều tỉnh thành đang chọn sầu riêng để chuyển đổi, sản lượng sẽ tăng dần hàng năm. Điển hình là tỉnh Lâm Đồng đang đầu tư cho sầu riêng đã oai, tạo thương hiệu. Có một hợp tác xã ở Đan Phượng truy xuất được nguồn gốc trái cây và bằng cái cách nào, làm như thế nào thì mời bà con xem ở tiểu mục nông nghiệp trên đường phát triển. Tiếp tục sẽ là thông tin về giá heo giống đang khan hiếm tại tỉnh Hậu Giang. Theo người chăn nuôi thì giá heo giống trên thị trường khoảng 3 tháng nay dao động từ 1 triệu đến 1 triệu 3 một con, trọng lượng khoảng 10 kg. Giá heo giống tăng, sức hút trên thị trường lớn, nhiều người tìm mua để tái đàn trở lại. Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm nguồn cung con giống kéo dài mấy tháng nay đã làm cho nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ khó tái đàn. Theo dự đoán của người dân, giá heo hơi và con giống trên thị trường từ nay cho đến Tết Nguyên Đán sẽ ít dao động. Người dân ở thành phố Vị Thanh cho biết là gần đây heo giống được nhiều người liên hệ tìm mua để tái đàn. Hiện thị trường heo giống vẫn chưa hết nóng. Việc chăn nuôi của gia đình đã ổn định trở lại và đang chuẩn bị nguồn heo thịt để bán Tết. Từ tháng 11 cho đến nay, giá cá tra giảm nhẹ, trong khi giá tôm thì chững lại vì nhu cầu thu mua của doanh nghiệp không còn nhiều. Tuy nhiên, thị trường vẫn sẽ rất là thuận lợi cho người nuôi cá tra cho đến hết năm nay. Đây là thông tin được nhận định từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Để người nuôi kịp thời định hướng sản xuất và người tiêu dùng có thêm thông tin về các loại thủy sản mà mình yêu thích, chúng tôi đã tổng hợp nhanh giá hai loại thủy sản này ngay sau đây. Hiện nay, giá cá tra nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long có dấu hiệu giảm nhiệt sau khi liên tục giữ ở mức kỷ lục trong hơn một tháng. Cụ thể, giá cá tra thịt trắng nguyên liệu loại 1 từ 700 đến 900 gram một con, đạt từ 32 đến 33 ngàn đồng một ký, so với cách đây một tháng là 35-36 ngàn đồng một ký. Giá cá tra giảm do nguồn cung cải thiện cùng với nhu cầu nguyên liệu của các doanh nghiệp chững lại, bởi nhiều doanh nghiệp đã gom đủ hàng cuối năm. Ở mức giá hiện tại, người nuôi vẫn đảm bảo có lời và thị trường sẽ diễn biến thuận lợi cho người nuôi đến hết năm. Tính chung 11 tháng, xuất khẩu cá tra mang về hơn 2 tỷ 050 triệu đô la Mỹ, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường tôm nguyên liệu có xu hướng giảm nhẹ đối với tôm sú ướp đá và nhích nhẹ đối với tôm thẻ chân trắng. Hiện nay người dân chủ yếu thu hoạch tôm sú, còn tôm thẻ thì còn ít.
Tại Bạc Liêu, giá tôm sú ướp đá nguyên liệu cỡ 20, 30, 40 con một ký giảm 10.000 đến 30.000 đồng một ký xuống lần lượt 210.000 đồng một ký, 115.000 đồng một ký và 135.000 đồng một ký. Ngược lại, giá tôm thẻ ướp đá nhích nhẹ 2.000 đến 3.000 đồng một ký cho các cỡ từ 60 cho đến 100 con một ký, giá sẽ dao động từ 90.000 đến 120.000 đồng một ký. Bộ Nông nghiệp dự báo giá tôm nguyên liệu từ nay cho đến cuối năm không có biến động mạnh. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá trị xuất khẩu thủy sản 11 tháng đầu năm nay ước đạt 8 tỷ 100 triệu đô la Mỹ, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Nông dân được khuyến cáo sản xuất sạch, đạt chuẩn thì giá sẽ được giữ ổn định. Cá lăng nha là một trong những loài cá lăng lớn trong khu vực châu Á, có thể nặng tới 80 kg. Vây đuôi có màu trắng khi cá còn nhỏ và chuyển thành màu đỏ tươi khi cá dài khoảng 15 cm. Gần đây ở miền Tây thì người dân đã nuôi cá lăng nha đuôi đỏ thương phẩm vì cho thịt thơm ngon. Giá trị kinh tế của mô hình nuôi cá lăng nha không thể phủ nhận như vậy, đã từng giúp cho nhiều hộ dân ở miền Tây cũng như là các tỉnh ở Đông Nam Bộ thu tiền tỷ. Tận dụng mặt nước ven sông Trà Khúc là điều kiện thuận lợi để phát triển nuôi cá lồng bè nói chung, nuôi cá lăng nha nói riêng. Vào năm nay, năm 2018, Trạm khuyến nông huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai thực hiện mô hình nuôi cá lăng nha. Từ kết quả thử nghiệm, bà con đã tiếp tục đầu tư nuôi, dự kiến đến Tết Nguyên Đán sẽ xuất bán. Khả năng lời của mô hình này rất cao, mở ra hướng phát triển mới, tạo sinh kế cho người dân sống dọc sông Trà Khúc. Tham gia mô hình nuôi cá lăng nha có 6 hộ dân ở thôn Tây, xã Tịnh Sơn, với 6 lồng cá, mỗi hộ một lồng. Thời gian bắt đầu thả nuôi từ tháng 4 năm 2018, trung bình mỗi lồng cá được hỗ trợ 400 con cá giống. Trong quá trình nuôi, cá lăng nha thích nghi tốt, sinh trưởng phát triển ổn định. Nhờ áp dụng kỹ thuật xử lý nước đục trong lồng, cũng như việc thực hiện đóng lồng bè bằng inox, nên việc di chuyển lồng thuận lợi, hạn chế thiệt hại. Qua 8 tháng nuôi, tỷ lệ sống của cá là 70%, trọng lượng đạt khoảng 600 gram một con. Giá thu hoạch 170.000 đồng một ký, tổng doanh thu trên 170 triệu đồng, lợi nhuận đạt gần 16 triệu đồng. Thưa bà con và quý khán giả, chúng ta thường nghe nói thay đổi tư duy sản xuất. Vậy cụ thể thì nông dân cần phải thay đổi điều gì? Tôi ví dụ như là ngày xưa thì nông dân ở miền Tây xạ lan, xạ dày vì suy nghĩ là lỡ lúa có chết mạ thì vẫn còn mạ để dặm lại. Nhưng mà điều đó lại làm cho dịch hại sâu bệnh trên lúa phát tán mạnh hơn. Thay đổi tư duy là bà con đã bắt đầu xạ thưa, xạ hàng và thực tế thì bà con đã kiểm nghiệm rất là hiệu quả. Hay là bà con nông dân ở tỉnh Lâm Đồng, nếu xưa kia sản xuất truyền thống trồng ở dưới đất thì bây giờ đã đưa lên vàn trồng thủy canh, trồng nhà kính. Chi phí có cao hơn nhưng mà đổi lại giá bán cũng cao, người tiêu dùng rất là thích mua. Đó là những thay đổi thấy rõ trong nền nông nghiệp hiện nay. Dân và lúa gạo là một trong 5 cái sản phẩm chủ lực của tỉnh Đồng Tháp trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Để giữa lúa đồng bằng sông Cửu Long thoát cảnh chạy theo sản lượng mà tập trung vào chất lượng, thì những nông dân ở Đồng Tháp là những người mạnh dạn hướng đến sản xuất lúa gạo chất lượng, nâng cao thu nhập. Làm thế nào để sản xuất lúa đỡ tốn chi phí, công chăm sóc mà vẫn mang lại hiệu quả kinh tế cao? Sau đây là giải pháp mà nông dân Quỳnh Văn Mẫm ở xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự đã vận dụng vào sản xuất lúa thành công. Trong cái thời kỳ đổi mới thì mỗi cái gì cũng mới. Tuy rằng mình lớn tuổi, lâu năm mình đã làm nhiều, học nhiều, nhưng mà mỗi một năm nó sẽ thay đổi cái khác nhau. Cho nên vì lẽ đó mình phải học thêm những cái tư duy mới để mình đưa vào sản xuất nó có hiệu quả. Với suy nghĩ đó mà đã ngoài cái tuổi thất thập, người nông dân Quỳnh Văn Mẫm luôn dày công mày mò học hỏi, cốt yếu để sản xuất đạt hiệu quả trên diện tích 3 hectare lúa của nhà mình. Ngoài tự tìm tòi qua sách báo, ông Mẫm còn đến các lớp tập huấn, hội thảo hay bất kỳ các lớp chuyển giao nào trên cây lúa. Tôi là chuyên về vấn đề cây lúa, thì mình phải học hỏi về cây lúa để là gì, để cho nó giảm được giá thành thì nó được tăng cái lợi nhuận. Nền nông nghiệp bây giờ thì theo tôi phải đi theo những là cái sản xuất theo bền vững nó thì nó mới là có tồn tại. Không giấu riêng cho mình, sau khi áp dụng có hiệu quả, ông Mẫm lại chia sẻ cách sản xuất cho bà con. Vậy nên hết thảy bà con xứ Lục Thường này đều yêu mến, tin tưởng và nghe theo những ý kiến đóng góp từ người nông dân này. Đặc biệt là từ khi Tâm Việt Hội Quán ra đời, bà con lại có thêm nơi để gặp gỡ trao đổi với nhau thường xuyên hơn. Ông Mẫm lại là người đứng mũi chịu sào, đề xuất cùng nhau liên kết sản xuất giống lúa có chất lượng để dễ dàng tiêu thụ và lợi nhuận tăng cao hơn. Đặc biệt là chuyển từ tư duy xạ dày trên 20 kg giống xuống còn từ 10 cho đến 12 kg giống một công.
Nhờ vậy mà mỗi năm chỉ bằng 3 hecta, nhưng ông luôn biết cách sản xuất và mang lại lợi nhuận trên 60 triệu đồng một năm. Thay đổi tập quán sản xuất truyền thống hướng đến sản xuất sạch, chất lượng, đây là điều mà nông dân đang làm. Nói theo người nông dân thời A Còng Huỳnh Văn Mẫm, bất cứ thời điểm nào cũng nên học hỏi và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất. Đó mới là con đường đi đến thành công trong bất kỳ sản xuất một loại nông sản nào. Bà con và quý khán giả đang xem tiểu mục nông nghiệp trên đường phát triển, bản tin 365 ngày chuyển động. Thưa bà con, khách du lịch đến với Đà Lạt, Lâm Đồng thì bởi vì nơi đây có khí hậu mát mẻ, nhiều hoa đẹp. Bây giờ thì khách tìm đến đây du lịch còn gì muốn tham quan, trải nghiệm, học hỏi cách làm nông nghiệp công nghệ cao nữa. Nắm bắt xu hướng này, thành phố Đà Lạt vừa khai trương cổng chào tuyến du lịch canh nông đường Hồ Xuân Hương, phường 9, thành phố Đà Lạt. Tuyến du lịch canh nông đường Hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt có trên 80 hộ dân sinh sống. Trong đó 80% hộ chuyên làm nông nghiệp với các sản phẩm rau hoa. Do vậy, việc hình thành tuyến du lịch canh nông nhằm giúp du khách được trải nghiệm thực tế và khám phá các mô hình canh nông thông qua các trang trại trồng rau sạch, vườn hoa. Đây là cơ hội cho các chủ trang trại, nông dân và doanh nghiệp cung ứng các dịch vụ, liên tục cải tiến sản phẩm, đầu tư công nghệ mới và tác phong phục vụ du khách có tính chuyên nghiệp hơn. Được biết, ngoài cổng chào tuyến du lịch canh nông đường Hồ Xuân Hương, phường 9, còn có hai cổng chào khác được khai trương trong dịp này tại xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt và xã Đạ Sa, huyện Lạc Dương. Ở đầu chương trình, chúng tôi có nhắc đến việc sản xuất theo chuỗi liên kết và truy xuất nguồn gốc nông sản. Ngành nông nghiệp Lâm Đồng hiện đang đẩy mạnh áp dụng công nghệ tem truy xuất nguồn gốc nông sản nhằm tránh tình trạng giả mạo, tăng khả năng nhận biết sản phẩm an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng, khẳng định thương hiệu nông sản địa phương. Thời gian qua, dù cho các nhà sản xuất luôn hướng đến dán tem truy xuất nguồn gốc, nhưng mà chưa đạt hiệu quả cao, nhất là thông tin tích hợp trên tem truy xuất chủ yếu là thể hiện thông tin đơn vị sơ chế, đóng gói, mà chưa thể hiện thông tin đầy đủ về nhật ký sản xuất và quy trình sản xuất. Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo cụ thể hoàn thiện việc truy xuất như sau. Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu truy xuất nguồn gốc, nhất là các sản phẩm có nguy cơ cao về làm giả nhãn hiệu nông sản Lâm Đồng như là khoai tây, hành tây và một số loại nông sản được chứng nhận sử dụng nhãn hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành để người tiêu dùng an tâm hơn. Được biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 20 đơn vị đã áp dụng công nghệ tem truy xuất điện tử mã QR code trên sản phẩm rau các loại, chè, trái cây, lúa, dược liệu, mắc ca và atiso. Việc dán tem truy xuất nguồn gốc điện tử cho các sản phẩm nông sản đã bước đầu giải quyết được tình trạng làm giả thương hiệu nông sản Lâm Đồng, tăng khả năng nhận biết sản phẩm an toàn và không an toàn trên thị trường. Chúng tôi xin giới thiệu một điển hình là Hợp tác xã Trái cây Bốn Mùa trên địa bàn Đan Phượng đang thực hiện tốt việc truy xuất nguồn gốc trái cây. Và hợp tác xã này thì có 7 thành viên tham gia với diện tích là 50 hectare, trong đó thì 36,7 hectare cam đường canh, xoài, bưởi, bơ, sầu riêng đạt chuẩn Việt Gáp. Quy trình sản xuất được thực hiện đúng theo tiêu chuẩn và yêu cầu của chương trình Việt Gáp hiện nay. Bắt đầu từ vụ thu hoạch năm nay, toàn bộ cam, bưởi, sầu riêng, xoài của Hợp tác xã Trái cây Bốn Mùa khi được bán ra thị trường đều được dán tem truy xuất nguồn gốc. Trên mỗi sản phẩm đều thể hiện rất rõ đặc trưng của loại quả, nơi sản xuất, thậm chí đến từng hộ. Trên trang web có hình ảnh nơi sản xuất, ngày sản xuất. Có thể nói, Hợp tác xã đạt chuẩn Việt Gáp là cơ hội cho trái cây Đan Phượng Lâm Hà khẳng định được chất lượng của mình trên thị trường và trong lòng của người tiêu dùng, tăng sức cạnh tranh với các loại trái cây khác trong nước và nhập khẩu, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ, tìm đầu ra ổn định. Bản tin 365 ngày chuyển động đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai. Nếu có ý kiến phản hồi hoặc là muốn tìm hiểu những cây con giống, các mô hình sản xuất nào mà bà con muốn học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm thì hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc là qua số điện thoại 02633 829930. Xin kính chào tạm biệt.